Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Mình là Khang, kênh của mình á thì làm về những chủ đề ăn uống cũng như là giải trí, review, sinh tồn các kiểu nha các bạn. Hôm nay thì mình làm về vấn đề ăn uống tại vì mình không có đi ra ngoài ruộng, không có đi ra ngoài đồng được á, không đi ra ngoài đường á. Tại vì dịch bệnh ấy các bạn. Cho nên là mình làm về cái vấn đề ăn uống thì nó hơi nhiều. Cho nên nó cũng hơi không được hay cho lắm. Em mong các bạn hãy xem video ủng hộ mình nha. Hôm nay món mình làm đó là món vịt ốp chao nướng. Một món ăn rất là ngon luôn nha các bạn. Các bạn xem video hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Tại vì kênh mình mới vừa thành lập á, cho nên là không có được nhiều tương tác. Cho nên là các bạn cho mình xin một like và một đăng ký kênh cho mình mau phát triển nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì hôm nay mình có chuẩn bị một con vịt siêu to khổng lồ luôn. Con vịt này cũng tầm 3 ký mấy 4 ký nha các bạn. Mẹ mình thì mua vịt sim cho nên là mình ốp con vịt này cũng hơi bị ngon á. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thái nó ra và ốp để làm món vịt ốp chao nướng nha các bạn. Các bạn mình đợi mình trong vài giây nha, vài phút chứ. Vịt thì mình đã chuẩn bị xong rồi nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ đổ chao ra và chuẩn bị ốp vịt nha. Đây, hộp chao mình đã khui rồi. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Nhưng mà bên mình sẽ múc chao ra nha. Vịt này thì mình chỉ chặt nửa con để làm nướng thôi nha các bạn. Ủa, chao này rất là ngon. Bao nhiêu được rồi. Mình sẽ bầm nó ra nha. Dầm nó ra như vậy. Chao này thì ở chỗ bán người ta đã ướp rồi nha các bạn. Chỉ cần mình làm mình ăn như vậy. Mình dầm ra và mình hay ướp. Cho mình lên thử miếng. Ngon. Chao này người ta nói nó nổi lên là nó ngon đấy các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ ốp nó nha. Đây là hạt vịt của mình mới chặt xong. Để vô ốp. Ốp trong vòng 15 phút rồi mình sẽ đem ra mình nướng nha. Tại vì đây gần tối rồi, chắc bây giờ mình nướng rồi mình ăn chắc cũng tối rồi nha các bạn. Hôm nay ngày chủ nhật không biết làm cái gì hết. Sẵn tiện có con vịt cho nên làm vịt luôn. Rồi. Rồi đó, vô đi. Vô đi. Nướng nha. Ui. Vịt này thì mình đã ướp cho khoảng 20 phút rồi. Đây các bạn thấy miếng bự không? Đây là ui, hình như là lửa nó quá nhiều, lửa quá nhiều thì phải. Cho mình coi lên coi, dính miếng hàng đi. Khói nó lên quá trời luôn các bạn ơi. Mình phải dời lại đằng này như đằng kia. Nướng khói quá. Đây các bạn nhìn thấy khói không? Như đốt gom luôn. Tại mỡ quá trời mỡ luôn á. Thank you.
của mình cũng đã chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu gấp ra nha. Nó khó quá. Đây mình chỉ gấp mấy cái nhỏ nhỏ ra trước đây. Đây là chín như gì rồi nè. Mình sẽ để lên dĩa nha. Nó ngoài theo. Này trước đi. Nhanh lên thôi nó khét. Ui. Hôm nay mình quay một mình cho nên là nó hơi khó. Ok các bạn ơi, bây giờ dịch sim ốc chao nướng của mình đã xong rồi các bạn. Bây giờ mình cùng nhau thưởng thức nha. Mình thưởng thức vài cục để hồi còn vô ăn cùng với gia đình nữa nha các bạn. Đây. Mời tất cả các bạn nha. Miếng thịt tè thì mình nướng cho nó khô lại luôn rồi nha các bạn. Bây giờ thì gần tối đó cho nên tranh thủ ăn cho có đồ sáng để quay nha. Đây thì mình có một chén nước chấm chao nha các bạn. Chấm vào. Mời tất cả các bạn nha. Chao rất là vừa ăn luôn. Rất là ngon. Ngọt ngọt dai dai mềm mềm. Da nó dai dai lắm mà. Thịt nó cũng dai dai mà. Trong là không dơ quá. Mời tất cả các bạn nha. Để xuống dưới em. Mời tất cả các bạn trái tim nha. Đây là trái tim của con. Cha mình còn đang nướng bên kia đó nha các bạn. Chủ nhật thì không biết làm gì cho nên là chỉ có con vịt thì ốp chao nướng cho nó ăn đổi khẩu vị. Nó làm vịt nấu chao rồi mà là biến quá không có làm nha các bạn. Mời các bạn nha. Rất là tuyệt vời. Mình gọi cho nhà trọ cho nên là hơi hồ. Trường sao mình sẽ đi. Nói chung là nếu mà dịch bớt lại mình sẽ đi sinh tồn nha các bạn. Chắc sinh tồn cỡ 8 đến 10 tiếng thôi. Mình còn phải đi làm. Không thể là sinh tồn mình không nghe được. Nếu mà từ sau là không được đó, thì giờ vài tuần nữa nha.
để có con kia cho nó ăn miếng dao vô. Mình đang thêm một cục này nữa, mình xin phép tạm dừng video tại đây nha. Tại vì mình làm đồ ăn này trong dịch nữa, nên là gọi vô cho cha mẹ ăn cùng luôn, nó vui. Và tất cả các bạn nha, miếng cuối cùng của mình nha. Ai có ý tưởng mà làm không được các bạn, tại vì không có ra ngoài chợ mua đồ được, chợ hơi bị phong tỏa hết rồi. Clip mình tới đây thôi nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cho dù hôm nay clip này nó hơi nhạt và không được hay cho lắm, mình cũng mới vừa là làm YouTube thôi, không biết gì hơn, cho nên là mong các bạn thông cảm cho mình nha. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye.